chỉ mình muốn đưa các bạn đến là quán bún dưa này ha. Quán tối sau 122 Hữu Gia, quận 6, quận 6 nha. Bữa nay mình bán mấy giờ vậy anh? 2 giờ chiều hết. À 2 giờ chiều là bán hả? Có đến tối nào hết đâu nghỉ hả? Bán khi nào hết rồi. Mềm tô của nó là nhiêu? 50 đó anh. À 50 rồi ha. Mình tên gì vậy? Bảy bún riêu á. Hả? Quán bảy. Bảy bún riêu. Quán bảy bún riêu hả? Dạ. Em bán lâu chưa? Người này bán lâu chưa? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi hả? Bán ở đây không á hả? Đường Hồng Giang này dài dài thấy. Đường Hồng Giang dài đây là bán lâu nhất đó hả? Dạ. Hai chục năm không? Dạ. Chưa má bán còn 6-70 năm rồi. À, có như 6-70 năm luôn hả? Má bán chưa? Rồi, ba mấy năm. Má bán chuyện này lại hả?